Xin chào bạn, Galaxy A11 chiếc điện thoại mình từng đưa ra nhận định nó sẽ là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Samsung nửa đầu năm 2020. Tại sao chiếc máy này lại bán chạy và nó sẽ có những gì hay ho thì trong cái video hôm nay mình sẽ muốn đánh giá chi tiết cho bạn về cái máy này để xem bạn nào nên mua chiếc A11 và những bạn nào nên lựa chọn những cái sản phẩm khác trong phân khúc giá từ 3 cho tới là 4 triệu đồng. Có lẽ đây sẽ là cái video đánh giá chi tiết một sản phẩm điện thoại mà ngắn nhất mà channel The Pixel từng làm. Bởi vì chiếc máy này giống cái chiếc Galaxy M11 tới 90% các bạn ạ. Mà M11 thì bọn mình đã có video đánh giá cho anh em rồi. Cho nên là thôi, mình sẽ xin phép là kết thúc cái video ngày hôm nay một cách rất là chóng vánh và rất là ngắn gọn như thế này mà thôi. Những bạn nào mà quan tâm về cái A11 lẫn M11 thì có thể click vào góc phải màn hình nha. Mình sẽ để một cái đường link ở đó. Còn bây giờ thì bye bye. Ây da, nói chuyện đùa với các bạn một tí xíu mà thôi. Mặc dù là có sự giống nhau đó, tuy nhiên thì về mặt trải nghiệm, hai chiếc máy này cũng có một số những cái điểm khác biệt. Và cái điểm khác biệt đầu tiên các bạn sẽ nhận thấy khi nhìn vào chiếc máy này, đó chính là về cái cảm giác cầm nắm cũng như là về độ mỏng. Bởi vì nó chỉ có viên pin, các bạn có thể thấy là chỉ có 4.000 mAh mà thôi. Chính vì vậy mà độ mỏng của chiếc A11 nó chỉ là 8mm này, cho nên là trọng lượng của nó cũng được từ đó mà giảm xuống chỉ còn tầm là chưa tới 180g nữa. Việc mà trọng lượng nó giảm á, thì cảm giác khi mà chúng ta cầm máy nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và nếu bạn nào mà có thói quen buổi tối về nằm nhìn lên bầu trời như thế này và chat chít với người yêu, thì cái việc mà có một cái trọng lượng nhẹ, cảm giác cầm nắm tốt thì sẽ hạn chế cái vấn đề là rơi máy vào đầu. Mình đã sử dụng rất nhiều những chiếc điện thoại có trọng lượng nặng á, đôi lúc mà mỏi tay quá mà chát chát hồi nó rớt bốp vào đầu, ngày mai thấy u đầu luôn, không dám quay video trực diện cho anh em luôn. Cho nên đó cũng là một trong những cái ưu điểm dành cho cái chiếc Galaxy A11. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của chúng ta và đây cũng là điểm mà mình rất là thích. Một cái điểm cộng nữa về cái thiết kế của chiếc Galaxy A11 đó chính là màn hình dạng đục lỗ ở phía trước. Đây gần như là chiếc điện thoại duy nhất và hiện tại ở trong cái phân khúc giá chính hãng bán offline mà chúng ta có thể trải nghiệm được màn hình dạng đục lỗ các bạn ạ. Và thậm chí cái màn hình đục lỗ này mình thấy mức độ hoàn thiện của nó cực kỳ tốt nha. Thậm chí về việc mà hoàn thiện mà nó không bị lem á, mình thấy nó còn ngon hơn rất nhiều những chiếc điện thoại khác ở trong cái phân khúc giá từ 7 cho tới là 9 triệu đồng đến từ những cái thương hiệu Trung Quốc khác. Đây có lẽ cũng là một cái điểm mà tại sao người dùng lại thích những chiếc điện thoại Samsung đến như vậy. Bởi vì cái mức độ hoàn thiện ở những cái chi tiết nhỏ, dù là mức giá đắt hay là mức giá rẻ thì đều cực kỳ là ngon. Nhưng để có một cái màn hình đục lỗ thời thượng như thế này thì các bạn sẽ phải đánh đổi một thứ, đó chính là về cái chất lượng màn hình. Mình không đánh giá cao lắm về cái chất lượng màn hình ở trên chiếc Galaxy A11. Lý do tại sao là bởi vì nó đang sử dụng cái tấm nền là LTBF-TFT và kết hợp với đó thì chúng ta cũng chỉ có màn hình với độ phân giải dừng lại ở mức là HD cộng mà thôi. Ngay ở những cái góc nhìn cơ bản như thế này, khoảng tầm là 20 cho tới là 30cm, các bạn cũng có thể thấy được những icon ở trên chiếc Galaxy A11 nó sẽ hơi bị mờ mờ ảo ảo một tí xíu. Cũng như là những cái chữ của những cái app như thế này, các bạn thấy là nó cũng không thực sự là sắc nét lắm đâu. Nhưng thì mình thấy là về độ sáng màn hình á, tấm nền mặc dù là LTBF-TFT, tuy nhiên thì cái độ sáng màn hình của nó cũng rất là ok nha, gần như là cũng thuộc dạng top ở trong cái tầm giá từ 3 cho tới là 4 triệu đồng đó. Còn góc nhìn của mình thấy là nếu mà các bạn nhìn không nghiêng quá mức á, thì mình thấy là nó cũng không bị biến đổi màu sắc quá là nhiều đâu. Nói chung là ở mức là chấp nhận được. Tuy nhiên nói đi thì chúng ta cũng phải nói lại, đó chính là hầu hết những chiếc điện thoại khoảng tầm là từ 3 cho tới là 4 triệu đồng trong tầm tiền này thì cũng chỉ có màn hình HD cộng thôi. Cho nên chúng ta cũng không nên xem đây là một cái nhược điểm quá lớn ở trên chiếc Galaxy A11. Tuy nhiên màn hình cũng không phải là cái điểm mà mình thấy các bạn bàn tán xôn xao về cái chiếc Galaxy A11, mà hiệu năng mới là thứ các bạn bàn tán trong thời gian vừa qua rất là nhiều. Khi mà đến năm 2020, Samsung vẫn chỉ trang bị cho chúng ta một cái vi xử lý rất là lâu rồi, phải gọi là cực kỳ là già cỗi rồi, đó chính là Snapdragon 450. Bên cạnh đó chúng ta cũng chỉ có 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong mà thôi. Nên chúng ta nhìn sang những cái sản phẩm tới từ những thương hiệu Trung Quốc khác trong tầm tiền như thế này, hay là thương hiệu Việt khác trong tầm tiền như thế này, thì chúng ta đã có 64 hoặc là 128GB bộ nhớ trong này, và thậm chí RAM của chúng ta cũng có thể lên từ 4 cho tới là 6GB. Thì việc mà Samsung chỉ trang bị cho nó một cái cấu hình ở như thế này thì chắc chắn rồi nó sẽ không thực sự ấn tượng cho lắm. Và vì
xử lý Snapdragon 450 nó cũng đã quá là già cỗi rồi. Chính vì vậy và với những bạn nào mà yêu thích về gaming thì mình cũng khuyên các bạn là không nên mua cái chiếc Galaxy A11 về để chơi game nha. Mình cũng từng khuyên các bạn là không nên mua những chiếc điện thoại tầm trung đổ xuống của bên nhà Samsung để về chơi game, bởi vì cấu hình chưa bao giờ là những điểm mạnh của những chiếc điện thoại Samsung trong cái phân khúc giá này. Tuy nhiên với những bạn nào mà không có sở thích chơi game hay các bạn không chơi những tựa game nặng, ví dụ như là Call of Duty này hay là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, thì cái việc xử lý Snapdragon 450 ở trên cái chiếc Galaxy A11 nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của các bạn. Hoặc là các bạn chạy Grab này, hoặc các bạn đang cần tìm cho chúng ta một chiếc điện thoại chỉ về để học tập hay là tặng ba mẹ thôi, thì 450 với những tác vụ cơ bản như xem phim, lướt Facebook hay là chat chit, gọi điện video call cho con cháu bạn bè nó vẫn đáp ứng rất là tốt. Và về mức độ ổn định của những vi xử lý Snapdragon thì mình cũng đánh giá cao hơn rất nhiều so với là những cái vi xử lý Exynos hay là những cái vi xử lý MediaTek trong cái tầm tiền như thế này. Bên cạnh đó, việc mà sở hữu một cái hiệu năng không thực sự là ấn tượng cùng với màn hình dừng lại ở mức là HD cộng thì đã giúp cho chiếc Galaxy A11 của chúng ta có một cái thời lượng pin cực kỳ là tốt. Mặc dù cái viên pin của nó chỉ là 4.000 mAh mà thôi, tuy nhiên với những tác vụ cơ bản hàng ngày và đặc biệt đó chính là mình dành rất là nhiều thời gian để xem YouTube thì ở trên chiếc Galaxy A11 nó vẫn trụ được từ 8 giờ sáng cho tới là khoảng tầm là 12 giờ đêm. Còn nếu mà mình bớt xem YouTube lại á thì nó có thể kéo được sang là 1,5 ngày các bạn ạ. Một con số rất là ấn tượng với viên pin chỉ là 4.000 mAh thôi đúng không bạn? Và bên cạnh đó thì chiếc máy này cũng được nhà Samsung trang bị cái công nghệ sạc nhanh là 15W. Thứ nhất đó chính là nó được trang bị sạc nhanh, và thứ hai đó chính là adapter sạc đi kèm trong máy cũng được tặng kèm là sạc nhanh luôn các bạn ạ. Rất nhiều những chiếc điện thoại khác trong tầm tiền như thế này, thứ nhất không hỗ trợ sạc nhanh, hoặc thứ hai có hỗ trợ sạc nhanh đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải đầu tư để mua thêm một cái adapter sạc. Thì việc mà Samsung tặng kèm như thế này thì cũng là một cái điểm cộng dành cho chiếc Galaxy A11. Và cái điểm cuối cùng, và đây là cái điểm mà mình khá là đáng tiếc ở trên chiếc Galaxy A11, đó chính là về camera, về số lượng camera, về số chấm camera và về chất lượng camera ở trên chiếc Galaxy A11. Mình không thực sự ấn tượng cho lắm các bạn ạ. Ngay cả chụp đủ sáng thôi thì mình thấy là cái bức ảnh của nó mức độ tương phản không tốt này. Cùng với đó thì cái độ chi tiết của nó ở mức là chấp nhận được thôi. Nói chung là chụp cho có để có thể là đăng Facebook thôi. Và nói đi thì cũng phải nói lại là hầu hết những chiếc điện thoại trong tầm tiền này thì cũng chỉ chụp khoảng tầm là ngang ngang với chiếc Galaxy A11 thôi, nếu mà chúng ta tính ở phân khúc giá chính hãng mới nha. Còn nếu mà các bạn đang tính những chiếc điện thoại cũ hay là những chiếc điện thoại xách tay thì có lẽ là rất là khó để có thể là so sánh, và cái sự so sánh nó sẽ khập khiễng hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng dành lời khuyên cho các bạn là những bạn nào mà muốn tìm cho chúng ta một chiếc điện thoại có cái chất lượng camera tốt hơn thì một là các bạn nên mua những chiếc điện thoại khác có cái phân khúc giá cao hơn, và hai đó chính là nên lựa chọn một vài những cái thương hiệu có cái camera 48 megapixel, thì nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm về chất lượng ảnh, về độ chi tiết cho tới là màu sắc, nó sẽ tốt hơn so với là Galaxy A11. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video chia sẻ chi tiết cho bạn về chiếc Galaxy A11. Nhìn chung thì trong tầm tiền này chúng ta sẽ có một cái sản phẩm với cái thiết kế rất mỏng, rất nhẹ và cảm giác cầm nắm cực kỳ là thoải mái. Thứ hai đó chính là đây cũng gần như là chiếc điện thoại duy nhất trong tầm tiền từ 3 cho tới là 4 triệu đồng bán chính hãng offline mà các bạn có thể là trải nghiệm được cái camera dạng đục lỗ như thế này. Tiếp theo đó chính là chiếc máy này mặc dù có viên pin chỉ là 4.000 mAh, tuy nhiên những trải nghiệm thực tế của nó lại cực kỳ là ấn tượng. Các bạn có thể là sử dụng những tác vụ cơ bản hàng ngày từ 1 cho tới là 1,5 ngày. Bên cạnh đó thì Samsung cũng trang bị cho nó một cái công nghệ sạc nhanh là 15W. Chính vì vậy mà người dùng vẫn có thể là sạc cho chiếc máy này thông qua cái cổng USB-C cực kỳ là nhanh và cực kỳ là tiện lợi. Rất nhiều những chiếc điện thoại trong cái phân khúc giá từ 3 cho tới là 4 triệu không có công nghệ sạc nhanh, chứ đừng nói gì được tặng adapter sạc vào bên trong hộp. Chính vì vậy mà việc Samsung trang bị như thế này thì mình nghĩ nó cũng khá là ok rồi. Bên cạnh đó thì cái việc mà bắt sóng sánh 4G của chiếc máy này khi mà các bạn về những vùng sâu vùng xa thì mình thấy nó cũng tương đối là ok. Và một cái ưu điểm rất là quan trọng đó chính là nó gắn cái logo của Samsung vào thì nó đã có một cái giá trị gì đó rất là vô hình rồi, và nó rất là xứng đáng rồi các bạn ạ. Và việc mà đây là một chiếc điện thoại Samsung thì cái việc mà các bạn sửa chữa sau này ngay tại quê nhà thôi thì nó cũng đã rất là tiện và nó rất là nhanh chóng rồi. Còn về nhược điểm của chiếc Galaxy A11 thì đầu tiên nó sẽ không dành cho những bạn nào mà yêu thích về gaming khi mà nó chỉ chạy cái việc xử lý là Snapdragon 450 mà thôi. Và thứ hai nó cũng liên quan tới cái việc xử lý Snapdragon 450, đó chính là vì sử dụng cái việc xử lý này, chính vì vậy mà chiếc A11 nó không thể bắt được Wi-Fi 5GHz các bạn ạ.
Chính vì vậy, và những bạn nào mà đang ở nhà mà các bạn đang sử dụng cái wifi 5GHz thì các bạn sẽ phải đổi thêm một cái line khác với cái tần số đó là 2.4 thì nó mới có thể là bắt được nha. Và một cái điểm tiếp theo đó chính là cái bộ nhớ trong của chiếc A11 trong tầm tiền này thì mình nghĩ là Samsung nên trang bị cho nó một cái bộ nhớ trong tầm 64GB thì nó mới xứng đáng hơn nhiều. Và cái điểm nhược điểm cuối cùng mà mình không thích ở trên chiếc A11 đó chính là cái cụm camera sau lẫn camera trước, cái chất lượng ảnh của nó không thực sự là ấn tượng cho lắm. Còn không biết là với những bạn nào mà đang sử dụng chiếc A11 cũng như là những bạn nào sắp sửa mua chiếc Galaxy A11, các bạn có suy nghĩ gì về sản phẩm này thì có thể là để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn có thể là một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để thành nhận video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye.